Một là nguyện Phật thành công, à, chứng minh Nam đệ tử thành công lâu dài, nhị giả xưng tán Như Lai. Hai là chứ là chứ giả của cái cô hiền là chứ là, trong cái chữ Hán nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà phải tùy theo cái câu nó mà dịch, tùy theo câu để mà hiểu. Cái chẳng hạn như là nó là cái chứng điểm, đôi khi chứng điểm nó không có nghĩa, nhưng mà Bát Nhã Ba La Mật là chữ đa là chứng điểm. Bát Nhã Tâm Kinh có mấy chữ là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật thì được, mà Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật đa, chứ đa là chứng điểm không có nghĩa. Cũng như trong cái sớ đề của chư tăng thường là xuống sớ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì trong sớ đề của các vị kinh sư đó Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật, chữ văn đó là điểm. Còn là từ ni tạng trụ Phật pháp diệt trụ, cái diệt là cũng ai à, gì có gì hỏi đi, cái gì học Phật nhiều quá rồi đôi khi không dám hỏi. Phật kính Bạch Hòa Thượng, con xin có cái thắc mắc này, con xin hỏi không phải về giáo lý nhưng mà cũng thuộc trong Phật giáo mà liên quan tới một vị Bồ Tát. Thì theo con biết, hồi con dự cái lễ mà đặt viên đá mà khởi công xây dựng trùng tu lại Việt Nam Quốc Tự đường 3 tháng 2, thì con có nghe được Hòa Thượng Phó Pháp Chủ đó nói là sau khi mà Việt Nam Quốc Tự mà khánh thành rồi, cái bảo tháp mà hồi xưa là có 7 tầng, bây giờ là 13 tầng, thì sau khi cái bảo tháp đó hoàn thành thì sẽ đem cái trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức về tôn trụ ở cái bảo tháp mới của Việt Nam Quốc Tự, để cho tín đồ Phật tử kia với lại ngoài để mà tới chiêm bái. Thì sao bây giờ con thấy là không biết là trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã đem về an trụ nơi bảo tháp với Việt Nam Quốc Tự hay chưa, là nếu chưa thì nếu có rồi thì Phật tử có thể được xe được vào đó xem không, mà xem lúc nào, và nếu mà chưa có đem về cái bảo tháp đó thì hiện nay trái tim của Bồ Tát là đang để ở tôn trí nơi nào. Dạ con thắc mắc là xin Hòa Thượng quan điểm vậy. Trái tim của Bồ Tát Công Đức thì giờ đem về rồi. Chư Tôn Đức có làm lễ rất là đông lắm, đem về an trí rồi. Còn xem giờ giấc cái thế nào đó thì các vị đến Việt Nam Quốc Tự hỏi. Ở đây là thuộc phạm vi quản lý của Việt Nam Quốc Tự, tức là Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, quản lý của các ngài. Rồi ở đó có giờ giấc tham quan như thế nào đó là ở nơi đó ngài quân định quy định, giờ này không rõ. Là cái ngày mà đem về tôn trí thì là chư tăng hàng lãnh đạo rất là đông đem về rồi. Rồi có gì nữa? A Di Đà Phật, con là Phật tử mới về chùa nên con thấy ở trên thiền viện có câu hỏi câu thoại đầu, rồi ở trên thiền viện Linh Sơn cũng hỏi câu thoại đầu, con không hiểu nó là như thế nào, trên bạch sư Hòa Thượng xin Hòa Thượng giảng cho con hiểu với. Cái thời xưa đó, đối với thiền môn đó thì cái tổ sư đã kiến tánh rồi, mới ra là Hoằng Pháp Độ Sanh. Vì có kiến tánh mới biết được cái cơ duyên của mỗi người.
thì mới thành tựu đạo nghiệp. Và tới xưa đó, những vị mà gần gũi bên thầy á, rồi qua cái diệu dụng của thầy mà người học đạo nghi mà không biết mình nghi. Chữ nghi là tiếng Hán, nên tiếng Việt mình dịch ra là thắc mắc, là thắc mắc. Thì qua cái dụng của thầy á, là học trò thắc mắc mà không biết mình thắc mắc mà không có biết. Thì do cái đó tới giờ mà mức độ nó chín mùi đó, thì qua lời nói của thầy là một cái gió thổi chim bay, người leo lên cây thì cũng là kiến tánh được. Rồi trải qua thời gian dài á, cái diệu dụng của Phật và Tổ thì được đến đời nhà Tống năm thứ 1000, thì niên hiệu là Cảnh Đức. Cảnh Đức thì có một cái vị tăng tên là Động Nguyên. Vị này cũng học thiền nhưng mà không có kiến tánh, chỉ là cái người học rộng biết nhiều thôi. Cho nên là gom góp tất cả những cái lời của Phật, của Tổ, cái diệu dụng, cái phương tiện của Phật, của Tổ đó đem giải thích. Giải thích rồi trong cái thời đó là không có ai kiến tánh được hết, bởi vì giải thích là sinh hiểu rồi. Một vấn đề gì mình không hiểu mà người khác giải thích thì mình sinh hiểu, mà cái hiểu đó nó không đúng, không đúng. Ví dụ là một đề toán thì cho một cái phương trình rồi mình phải áp dụng cái nó là thuộc về cái phương cái công thức nào, nó lý thừa, có lý thừa hay không có lý thừa. Nếu có lý thừa mà mình giải thế mà không có cái lý thừa thì sai, mà không có lý thừa hai mà mình đem cái áp dụng lý thừa hai mình giải thì nó sai. Rồi ví dụ như bài về toán học mình học đó, nếu mà cho một cái định lý mình phải biết bài toán này nó thuộc về hình vuông, hình chữ nhật hay là hình tròn, mà hả, nếu là nó thuộc về cái công thức nào, cái định lý nào, định lý của Pythagore, định lý Thales, mình nhìn kỹ là cái bài toán thì mình áp dụng cái công thức mình giải nó đúng, còn áp dụng sai công thức giải thì sai. À, đối với Phật pháp á, mà mình dùng cái ý thức phân biệt để giải thích á thì hoàn toàn sai hết, không có đúng. Chẳng hạn như giờ theo các vị học Phật á, mấy thầy giảng dạy Phật là gì? Phật là giác ngộ, phải không? Các vị học là vô lý thì sau này Phật là giác ngộ. Pháp là gì? Pháp là chánh. Tăng là gì? Tăng là thanh tịnh, là hòa hợp chúng. Nhưng mà bây giờ cái người học đạo người ta thắc mắc á, ta hỏi thế nào là Phật, người đáp làm sao? Cái tổ Vân Môn á, có người hỏi thế nào là Phật, ngài nói là cục cứ khô, có lỗi không? Nếu mà mình đáp thì lỗi, nhưng mà ngài là cái người kiến tánh rồi, đối với cái cơ học tăng này đó thì ngài đáp như thế mới thành tựu đạo nghiệp cho người đó. Ngài đáp khác đi, người ta không có hiểu, không có ngộ được.